Ui, xin lỗi. Gì vậy trời? Em xin lỗi nha. Đẹp mà khô mắt à? Ui trời ơi, xin lỗi nha, để gần răng cái áo khác. Áo tôi đã mất tiền đấy, để nổi không? Không, em giàu lắm, có tiền mà. Giàu à, tháng kiếm bao tiền mà giàu? Mấy trăm củ không? Mấy trăm củ lần à? Ừ. Thế bây giờ đền như nào đây? Thì anh cởi hết này đi, em đền cho. Nhưng mà ở đây cởi ngại lắm. Thì đâu mà ngại. Ngại hả? Thôi, tôi ngại lắm. Dẫn về nhà đây, em đền cho. Cởi nhà cởi đúng không? Ok, đền đúng không? Ok, đi. Anh chưa tới à? Đây, tới rồi anh. Tới rồi à? Ai ra? Đã xui thế. Để đây nhá, để tôi áo mới nhá. Đây, em mở đây, ok nhá. Mở áo, đền tiền chứ. Ui giời ơi, quán nhỏ thế này thôi mà tháng kiếm vào trăm củ cơ à? Thật đấy, phép đấy. Chuẩn luôn. Thật luôn à? Ừ. Rồi, em dạy anh nghề đi, anh đổi nghề, ham quá à. Thôi, anh cứ làm trên, code trên TikTok đi. Ừ. Em làm này cũng bài bản, cũng vất vả lắm, không có đơn giản đâu. Thôi bây giờ như này, em mới chia sẻ cho khán giả của anh cách một tháng kiếm vào trăm củ từ nghề bán rượu này. Thì anh sẽ không bắt đền em áo này nữa. Đồng ý không? Thôi có cái gì hấp dẫn hơn không, điều gì hấp dẫn hơn không? Bây giờ như này, anh chỉ em thêm vài cách và cái phương pháp mà bán rượu rất hiệu quả, anh học từ bên Trung Quốc về chỉ em luôn. Ừ, cái này ngon nè, các bạn bên Trung Quốc về ngon nè. Đúng rồi. Được. Bây giờ em chia sẻ khán giả với anh nhé. Bắt đầu nhá. Chơi luôn. Ừ. Em á sẽ làm những cái video theo 4 tuyến nội dung trên mạng xã hội. Thứ nhất á là hút khách hàng tiềm năng về phía em. Ok. Cụ thể bằng những cái video như sau như này nè. Một là hướng dẫn cho khách hàng lựa chọn rượu vang theo đúng nhu cầu. Ok. Thứ hai á là tại sao khách hàng phải dùng rượu vang, nó tốt cho sức khỏe như thế nào, tốt cho tiêu hóa, tốt cho tim mạch hay là giảm stress. À, hay quá. Đấy. Cái thứ ba là hướng dẫn khách bảo quản rượu vang đỏ bằng nhiệt độ từ 16 tới 18 độ. Còn vang trắng thì phải cực lạnh để ngăn đông một tiếng trước khi uống. À. Đấy. Nhưng nhà anh mua rượu về mà không có chỗ ngăn lạnh để đâu được. Thì anh để tránh nóng trực tiếp và thoát mát trong nhà là được rồi. Ok. Tiếp tục. Rồi video hướng dẫn khách làm rượu vang tại nhà, ví dụ như để cho họ có trải nghiệm mới thú vị hơn. Ok. Vang nho Ninh Thuận này hoặc là trái cây khác. À, anh cũng uống được nho tự làm rồi, không ngon thế đấy. Nhưng mà không ngon mà quen đâu. Ok. Và cái video nữa là những câu chuyện về những người thành công từ rượu vang, ví dụ như họ đam mê từ rượu vang, sau đó họ kiếm tiền và họ thành công bằng những cái cách là có những khóa học đào tạo về rượu vang này, rồi họ ra sách này, ví dụ như bác Tô Việt. Bác sống nhiều năm ở châu Âu rồi và bây giờ là bác sống ở Hà Nội. Viết sách bán vào về rượu vang. Đúng rồi. Nhiều lúc là cứ nghĩ là uống rượu là nát rượu đúng không? Không tốt đúng không? Thực ra vẫn kiếm được tiền từ nghề, bất kỳ nghề gì đam mê là có tiền hết đúng không? Từ đam mê và trở nên giàu có. Hay quá, được rồi. Xong cách một rồi, còn tuyến số 2 là cái gì? Cách số 2 á là tuyến nội dung số 2 này là dẫn khách hàng về nhà mình. Ok. Bằng những cái video như sau này. Okay. Một á là video về quy trình sản xuất vang đỏ vang trắng như thế nào. Cái số 2 là cái dạng video về tò mò so sánh, ví dụ như là so sánh top những cái chai rượu vang phải sản xuất trong đời. Đấy. Cái thứ hai là top những sai lầm mà khách hàng uống rượu vang mà họ không biết. Top 5, top 10 đúng không? Đúng con rồi. Số vào đấy. Ví dụ như top 5 chai vang khách hàng nên uống. Đúng rồi. Còn top 10 những cái việc sai lầm mà khách hàng uống rượu vang không hề biết. Ok, hay quá. Tiếp. Rồi cách thứ ba á là hướng dẫn khách đọc nhãn chai. Ví dụ sản xuất năm bao nhiêu, từ nước nào, giống nho gì. Hay quá. Đó là hướng dẫn. Rồi cách thứ tư là em sẽ tư vấn miễn phí cho khách hàng, ví dụ như cách nhập rượu như thế nào, liên hệ với nhà nhập khẩu nào, rồi cách setup một bàn tiệc như thế nào cho nhà nước, cho tư nhân. Ok. Cho gia đình sinh nhật. Đấy, là tư vấn có lấy phí không em? Hoàn toàn miễn phí. Hoàn toàn miễn phí luôn à? Ok. Ê, tuyến số 3 là em làm các video như thế nào? Tuyến số 3. Tuyến 3 là em làm những nội dung là dắt khách hàng đi theo mình. Ok. Ví dụ như video về đặt hộp chai rượu vang khác được ủ 10 năm, có gì đặc biệt. À, hay quá. Đó. Cái video thứ 2 là review cái chai vang, một trong những chai vang đó, rồi tem nhãn có gì đặc biệt nè, rồi nút bần nó như thế nào, rồi màu sắc ruby, tím ruby hay mận đỏ ra sao. Okay. Đấy. Rồi em sẽ làm là so sánh giữa những chai vang cùng phân khúc là 500.000 đi và vị nó khác nhau như thế nào, chắc nhiều chắc ít, giá cả là 500.000 rồi, xuất xứ nước nào. Okay. Đó. Rồi thứ tư nữa là em sẽ làm những cái vlog và một ngày của cái người bán rượu vang. Tức là say xỉn suốt ngày à? Trời ơi, có được say xỉn đâu, mệt thế ngồi nổi luôn. Ví dụ như một ngày bán như thế nào, rồi em làm những video về tham quan nhà máy ở châu Âu. Tham quan. Rồi. Và cái video nữa là em sẽ vận động với khách hàng của mình. Em thử là nhu cầu của họ là
thích tan chát hay là tan chát vừa, rồi có hài lòng không, có hợp vị không. Ừ. Đó, đầu tư bài bản lắm. À, vậy cái dạng như này là mình khán giả sẽ biết được mình rằng là đang nhà bán thật luôn rồi, mình đang bán cái gì luôn rồi, mà mình không nói bán hàng luôn, khán giả rất vui vẻ xem đấy. Thì khách hàng mình đã dẫn khách hàng về nhà mình thành công rồi. Đúng rồi, bây giờ dắt khách hàng đi theo mình rồi, ý muốn của mình rồi, muốn khách hàng tham quan xưởng nhà máy của mình đúng không, muốn khán giả xem review của mình rồi đúng không. À, của mình đấy, rất tuyệt vời. Ok, thông qua ba cái dạng vừa rồi ấy, khách hàng biết em đúng không, thích em, tin em rồi, bây giờ mình bắt đầu bán hàng phải không? Đúng, chính xác rồi. Làm như nào, bán hàng rồi. Rồi, là bây giờ em sẽ bán sản phẩm luôn nè. Sau khi mà khách biết, thích, tin mua em rồi. Video thứ nhất á, em làm về cách mua hàng và cách khách hàng thanh toán như thế nào là tiện lợi nhanh chóng nhất. Cái thứ hai á, là em sẽ đưa ra những chương trình khuyến mãi và quà tặng hấp dẫn nhất đến khách hàng. Video số 3 á, là em sẽ làm những cái hậu trường về nhà máy nè. Khi mà em qua để một chai vang mà vừa rẻ chất lượng mà giá rất là phải chăng, chứ còn mà vừa đắt tiền mà vừa ngon thì rất là dễ luôn. Video thứ tư á là em sẽ khuyến khích khách hàng cho mình những cái video có phản hồi tích cực về sản phẩm đồ của mình. Chị feedback khán giả, người thật việc thật. Đúng rồi, những cái feedback thiệt sự luôn. Okay. Rồi cái thứ năm là em sẽ thường xuyên live ở trên những cái nền tảng mạng xã hội. À, live stream đúng rồi. 90% cái đơn hàng đấy là live stream. Live stream là người thật về thật đấy. Bối cảnh của mình là phòng như vậy đúng không? Mình live stream trực tiếp luôn, khán giả rất tin tưởng luôn. Mình hiệu quả luôn, kinh doanh thật luôn. Đúng nha, những cái sản phẩm rẻ ấy, thì mình làm video được, nhưng sản phẩm giá cao một chút là mình phải live stream để khán giả tương tác mình, tin tưởng mình mới mua. Tuyệt vời, hay quá. Hợp lý không? Quá hợp lý. Đó, lúc nãy là em đã chia sẻ cái cách mà em kiếm mấy trăm củ một tháng cho okay. Anh với khán giả của anh biết rồi đó. Bây giờ lúc này anh hứa là anh hướng dẫn cho em cái cách gì của người Trung Quốc làm đó. Ok, bây giờ anh chia sẻ cho em 4 cái cách mà người Trung Quốc đang làm. Bán rất nhiều rượu vang. Ok, bắt đầu nhá. Ok, bây giờ em chỉ 4 cái cách vô cùng đơn giản mà các triệu phú Trung Quốc đang làm. Cách đầu tiên là bán theo ly. Nếu mà bán cả một chai ấy, ít người mua lắm, nhưng bán theo ly ai cũng thể vui được. Dễ chia sẻ hơn. Đúng rồi, dễ chuyển đổi hơn. Cách thứ hai này, đó là bán rượu mà tặng mực. Cứ mua một chai rượu tặng ít mực về có đồ nhậu luôn. Đúng rồi. Hợp lý luôn. Hợp lý luôn. Cái số 3 này. Cái thứ ba này, người ta uống rượu không phải để uống rượu, uống rượu để giao lưu đúng không? Để nói chuyện đúng không? Để tạo sự vui vẻ đúng không? Giải trí. Tạo cho một cái không gian thật là đẹp và thật là lãng mạn. Và ví dụ là những đôi yêu nhau ấy thì ngồi ở trên cao nhìn xuống dưới biển, hoặc là đứng ở trên đồi nhìn xuống phía dưới là sân vườn ra. Được chưa? Tất cảnh sinh tình hả? Đúng rồi. Còn cái thứ tư này, đó là em tạo ra những đội giải trí. Ví dụ như là hát, như là ảo thuật, như là xiếc. Em đến tất cả các nhà hàng biểu diễn miễn phí cho người ta. Thì khi mà biểu diễn ấy thì nhớ là gì ạ? Phải live stream luôn. Thì như vậy hút rất nhiều người về mình. Tiếp theo này, tiền từ đâu mà có mà đúng không? Lấy tiền đâu mà biểu diễn đúng không? Thì em lấy một phần từ lợi nhuận của mình trả cho những người kia. Tiếp tục là gì ạ? Bỏ cái chủ nhà hàng đấy, nhờ biểu diễn như vậy khách đến đông hơn đúng không? Thì chỉ là một phần lợi nhuận trả cho người kia. Và đội kia cũng có tiền, bởi vì biểu diễn sẽ được tặng hoa tặng quà trên TikTok mà, kênh họ được lớn lên mà, thế là cả ba bên cũng có lợi, vô cùng tuyệt vời. Chúc mừng em đã có cách làm thông minh, em kết hợp thêm cái này của anh nữa, chắc chắn em có rất nhiều việc. Và chúc em nhanh chóng trở thành gì ạ? Cái cách này hay quá. Trở thành nữ hoàng rượu vang trên TikTok. Cảm ơn anh. Ok.